Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vũ Thạch Kimmy. Đừng quên click quảng cáo cho mình khi video chạy tới giây thứ 10 cũng như là những quảng cáo ở đằng sau. Đừng quên click vào ủng hộ mình thật là nhiều nha. Còn bây giờ thì chào tất cả các bạn và xin chúc các bạn một ngày thật là tuyệt vời. Hôm nay thì cũng là một ngày đầu tuần, có thể nói là một ngày đầu tuần rồi. Mình cũng chúc các bạn một ngày đầu tuần tuyệt vời. Xem video đừng quên like, nhấn video, nhấn subscribe và click quảng cáo nhiều ủng hộ mình. Còn bây giờ thì mình đang có một tin vui dành cho các bạn, đó là hiện tại mình đang có mặt tại Dinh Mi và cái ạc này là ạc rồng. Nếu có bạn nào biết ạc rồng thì chắc là nếu mình nói là không thể nào mà xa lạ được rồi, còn bạn nào chưa biết thì mình cũng giới thiệu nói lại bạn biết luôn. Ạc rồng là một cái ạc khủng khiếp, một cái ạc mà từ đầu mình làm clip tới giờ không có cái ạc nào mà khủng khiếp như vậy, nạp hình như là mấy chục triệu rồi đó bạn. Hôm nay thì qua một người bạn thì mình đã có lại được ạc rồng. Đấy, đã đưa lại gửi lại cho mình mượn. Và bây giờ thì mình sẽ vào sau coi thử bây giờ ạc rồng thế nào rồi. Hồi xưa ạc rồng thì rất là chùm, top 2 server, nói chung là rất là mạnh. Rác quỷ thì cả mớ trong kho. Hôm nay thì lâu ngày lắm rồi, cũng mấy tháng rồi mình chưa có vào lại ạc rồng. Do bạn Peter Lê, bạn ấy nói với mình là ạc đã bị mất, cho nên không thể nào mà có ạc vào sau. Thì bây giờ nhờ vào một bạn thì mình đã có lại được ạc rồng. Giờ mình sẽ truy cập vào sau cho anh em để anh em biết ạc rồng như thế nào. Những bạn đã biết rồi thì bây giờ xem bây giờ thay đổi thế nào, còn những bạn chưa biết thì bây giờ hãy biết ạc rồng là thế nào. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ truy cập vào nha. Đây, hiện tại thì nick của bạn vẫn đang VIP 10. Đây, các bạn xem VIP 10. Số tiền đã nạp vào là 213.090 vàng, tức là 21 triệu tiền thiệt nha các bạn. Rồi, ok. Nghe theo như mình biết thì nick này của bạn hình như là bỏ lâu rồi. Nghe bạn ấy nói với mình là vậy. Cấp 131 là chỉ là 1.6 triệu, gần 1.6 triệu rồi, 159 rồi, các bạn thấy chưa? Thua mình tới 30 cấp mà lực chiến là chuẩn bị hơn mình rồi. Mình là 1 triệu bao nhiêu ta? À, mình sắp lên 2 triệu rồi. À, vậy được rồi. Bây giờ thì mình sẽ sau nha. Đây, mình sẽ cho các bạn coi đồng đội. Đây, ok. Hiện tại ặc của bạn thì như thế này. Đó. Rồi, nhân vật chính thì 3 dòng tím, 4 dòng tím. Dòng ma công sắp lên tím nữa là 5 dòng. Vũ khí rèn 125 và ngọc là 100%. Rèn 6 sao đỏ, 7 sao đỏ. Ồ, ngon. Rồi, thời trang của bạn thì bao gồm 11 bộ luôn. Đó, nó cộng thêm điểm rất là nhiều. Đây, các bạn có thể quan sát những cái thời trang của bạn. Thời trang của bạn cũng là chiến sĩ giống như mình, cho nên các bạn nào là chiến sĩ thì có thể quan sát được những cái skin này nha. Đó, rất là đẹp luôn. Nói chung là thanh niên nào cũng cầm được cái đao đó. Ai cũng có được cái đao hết. Rồi. Còn về bét cười hình như là bạn gần full rồi sao á, theo mình nhớ thì như vậy. Về trí tuệ, sư tử dry, rồng xanh, cái voi sát thủ, motorbike, chiếc giống mình, tàu ngầm chopper, hoe, hải mã, tàu máy Mary, máy xúc chopper, cái heo tinh linh, cá chuồng, hạ hồng ma, fancy suit, FRU4, bon series, bạch mã 1 và máy bay chopper. Rồi, ok. Đó là về đồng đội nha. Bên bét bên này thì bạn đang chơi con Salam hả? Đúng rồi, Salam. Hả? À, bay mát chứ. Đúng rồi, chơi bay mát hay sao á, bay mát thì ngon hơn. Còn bét phụ thì bạn chơi con Gunby, con đi theo hồng lao. Con này là con đúng tên của nó là con gì ta? Con Bepo. Đây là sư tử lịch lãm nè các bạn. Đó, một những con bét rất là hiếm luôn. Vua khỉ đầu chó, Mr. 13. Nói chung là toàn những con bét hiếm. Rồi, dê các sĩ. Đó, hút thuốc luôn mấy người. Giống như Senji các bạn. Con dê giống Senji lắm. Đây là con River, con bọ. Rồi, những con bét màu cam, đó là những bét màu cam cực kỳ hiếm đó các bạn. Đây, đồng đội thì nhân vật chính đang mang trái gì đây? Lốc xoáy ghép với bỏ ba thùy hả? Lốc xoáy ghép với bỏ ba thùy. Trái lốc xoáy ghép với bỏ ba thùy, trái này như mình lần đầu tiên mình thấy nè. Ồ, nhìn cũng đẹp đó chứ. Còn trái này là trái phục thù. Trái này là cá màu xanh lớn ghép với ôn dịch. Wow. Rồi, đồng đội tiếp theo của bạn chơi là con gì đây? Cái Yasura, bạn ấy đã Sura lên luôn rồi nè. Mang trái tri thức, trái nhộng tầm, ghép với tuyết quái, vàng khè rất là đẹp luôn. Rồi, ok. Rồi tiếp theo của bạn chơi nữa là con Chopper Sura luôn. Cũng mang trái tri thức để tăng nổ, trái Titan, ghép với tuyết quái. Rồi, cũng rất là ngon. Rồi tiếp theo của bạn là đây. Ui, Berona này, lâu rồi cũng chưa test lại Berona. Ít bữa, chắc trưa nay mình làm clip test Berona quá. Rồi, bo anh cốc của bạn thì mang trái cốc xanh lớn ghép với hổ đen. Rồi, ok, rất ngon. Bên đây có Lao Sura, bạn ấy cũng mang trái cốc xanh lớn ghép với lốc xoáy. Đó, nói chung đồng đội khủng khiếp không à. Rồi, bây giờ thì mình sao túi nha.
Bảo vật rất là nhiều nhưng mà cấp cho 40 mới mang được. Hiện tại còn 2 viên ác quỷ và 22.500, 20 tinh hoa ác quỷ nữa. Rồi trong kho đây, mình sẽ vào kho cho anh em xem. Ủa sao giờ hết rồi? Chắc thanh niên nào phá banh hết chát quỷ rồi sao? Ở đây đây một mới này nè, nhưng mà dày ít hơn một bữa bữa thấy nhiều lắm. Tổng cộng bạn còn trong đây ba trái tri thức nữa bạn ơi, ba trái tri thức nữa, một cái bản vẽ quang minh, trái quang minh là cái lạ đó nhỉ. Rồi hai cái bản vẽ lốc xoáy 7 sao. Rồi đây là hai cái túi để lựa chọn nữa đó bạn, lựa chọn bản vẽ. Túi để lựa chọn bản vẽ miễn dịch à, ngon vậy. Rồi bạn nhìn nè, chúng ta có thể chọn một trong bốn cái này: lốc xoáy, phượng hoàng, titan với lại vọng tầm. Ngon. Rồi còn bên đây thì các bạn đã thấy rất là nhiều trái quỷ, hai trái griffin, một trái tuyết quái, một trái lá trắng, một trái chim ưng, hai trái mô phỏng, hai trái hoa tinh, một trái hổ đen. Trái này là trái titan ghép với hổ đen luôn, còn trái này là vỡ vụn ghép với thôi miên, đây là hổ đen ghép với mô phỏng. Wow, nhìn đẹp nha. Nói chung thì có vẻ như sau một thời gian dài thì ặc của bạn đã thay đổi rất là nhiều, mình cảm thấy trái quỷ giờ rất là ít ít hơn trước nhiều lắm. Cho nên có thể nói là, nhưng mà mãi mãi đối với mình, ui hai bet 13 trong đây nữa. Thực sự đối với mình thì ặc này luôn luôn là ặc pro và một ặc khủng khiếp mà mình đã từng sau, rất là tự hào và cũng rất là thích. Rất là cảm ơn bạn đã cho mình mượn. Rồi, ặc của bạn vẫn điểm danh hàng ngày, đã bắt đầu từ ngày 6 nè. Phúc lợi rồi nhận cho bạn luôn nè. Ok. Giờ thì mình sẽ đi vào xếp hạng cho bạn coi nha. Ặc của bạn thì so về cấp độ thì cũng là xếp hạng 2 luôn, cấp 131. Đây, lực chiến 1 triệu 69. Ủa sao 1 triệu 69, còn bây giờ đây là 1 triệu 59 ta. Ồ, mình nghĩ chắc là 1 triệu 69 mới đúng chứ, trong đây 1 triệu 69 nữa bạn. Vậy là mình tháo một đứa ra rồi mình mang lại có thể đúng không nha. À, John Connick nè bạn. Bạn ấy đâu chơi Connick đâu mà chuyện mang Connick đeo bon cốc vô lại nè. Trời ơi, hèn chi mình thấy lực chiến sao nó thấy kỳ kỳ. Đây đây đây, đây mới là lực chiến chính hiệu nè. 2 triệu. 2 triệu 3. Rồi phải như vậy mới được chứ. Ặc rồng của mình đâu phải là ặc 1 triệu sao được. Các bạn thấy chưa? Thằng Trùm Server thì nó quá mạnh rồi. Thằng này thì mình, thanh niên này thì mình cũng không biết là của AD hay là của gì. À quên, sao tinh linh cho bạn luôn. Tinh linh của bạn bao gồm 5 con Lesia. Đúng là vãi chưởng thiệt. Rồi được nhận quà là 500 vạn berry. Nói chung rất là nhiều đồ ngon. Những con Lesia này tìm kiếm rất là ngon. À, nói chung thì mình cũng không nói gì về Trùm Server cả. Cái này mình cũng không nói gì. Nói chung thì Trùm Server rất là mạnh, là chỉ tới 4 triệu cho nên mình không thể nào mà đua top nổi. À còn bạn ấy cấp 151 là còn mình thì có 131 thôi. Và top 3 hiện tại là 129, thua mình 2 cấp. Thua mình 2 cấp cho nên là có thể bị cướp top đấy bạn. Đây, nói vậy thì so về cấp độ thì sẽ hạng 2. Về đấu trường cũng là hạng 2, danh vọng cũng là hạng 2, treo thưởng là hạng 3 và phó bạn cũng là hạng 2. Ồ, nói chung là gần như là full hết hạng là hạng 2 đó. Đây, mình chỉ thua bạn ai bạn top nhì có bao nhiêu đâu? 780 vạn, còn của mình là 690 vạn. Suy ra là mình thua 90 vạn. 90 vạn danh vọng nha các bạn. Rồi. Để mình coi thanh niên top chùm server coi bạn ấy mạnh cỡ nào nha các bạn. Mình coi với thanh niên rèn ghê quá bạn ơi. Rèn 140 luôn rồi nè. Đây là top 1 của server 134 Miss Friday nữa bạn. Đó. Trời ơi, một dòng vật phẩm sắp lên 4S nè. Ồ, mới cấp 151 thôi mà đã như vậy rồi, trời khủng khiếp. Rồi, trái Titan cái biết tích quá, cái phim cơ, cái phim, cái thật lớn cái ông dịch. Rồi, ok. Mình kiếm cho ông dịch dép số vẻ ngon á. Cây da sơn ra cũng có luôn nè, trái tri thức, có một xanh lớn cái titan, tiết quái cái với phim. Rồi đây là Nico Robin không chơi, Nami cũng không chơi, Bon Cóc không chơi luôn, của Camusi không chơi, mang hẳn hoi những cái 7 sao luôn các bạn, đó giống như là dư thừa quá rồi. Đây các bạn thấy Nami cũng có trái 7 sao, trái tri thức, Nico Robin cũng có trái tri thức luôn, cộng 6 luôn, của Camusi mang hẳn hoi một trái phượng hoàng luôn, Bon Cóc, rồi Baruk, Baruk Sura có chơi. Mấy cái thiên mạng đó con nhện để chiêu thường đánh toàn bộ này thì mà quá rành rồi, chứ giọng tầm với tí quá nha, vàng khe rất là đẹp. Đây là Yumi cơ bản, đây là Dai Flamingo thì chiêu 3S mà ấy cũng không chơi, Aoki okay, cũng không chơi, Zimbel Sura bãi cũng không chơi luôn. Có vẻ nhân vật chính giờ quá mạnh rồi, đúng là quá mạnh thiệt đó. Ngọc 106% luôn, ghê nhờ. Lao Sura, rồi Lao Sura thì mình đang thấy là có trái lốc xoáy, trái tuyết quái cái với phim. Rồi cho bờ Sura bãi cũng không chơi luôn, Mirella bãi cũng không có Haki lên chơi luôn, và đây là Rayleigh bãi có chơi. Rayleigh này giống như Rayleigh Sura bạn. Ôi ơi, cái nhẫn rèn 140 luôn nữa bạn, đẹp ghê, giống như đầu của con ngựa hay sao á, mình nhìn rất là đẹp. Đây là trái hoa tinh với biết tiết quái,
À, các bạn sẽ ghi phim giúp cho ôn dịch đỏ lè là đẹp ghê ha. Đây là các bạn sẽ lớn với cái tên lửa. Nói chung bạn ấy ghép tàn là những cái trái ác quỷ có lợi không à, rất là ngon, thật sự là rất là khủng khiếp luôn, ghép rất là thông minh, đúng là chùm server ở khác. Rồi, thời trang mã vàng thế này ai chơi lại không, nói ông mạnh mạnh vừa vừa thì lực chiến 4 triệu muốn bằng mấy thanh niên mạnh mạnh bên mình luôn rồi, bên server Kuriha của mình luôn rồi. Đây là hoạt động đổi thưởng mình đã giới thiệu cho các bạn rồi nha, cho nên anh em nào cũng muốn đổi thì nhớ vào đổi nha. À, bây giờ thì mình sẽ đi đấu trường cho anh em xem. Giờ mình sẽ cho các bạn coi tập 3, bạn tập 3 trước, mình tập 2 cho nên mình sẽ đánh với tập 3 trước. Rồi thử cái tốc kế mình nó như thế nào, rồi mình sẽ đánh với tập 1, rồi tập 1 nó mạnh cỡ nào nha. Rồi giờ đây. Đây là tập 2. Chơi Jimbel Sura. Ôi, đấm đâu mình không dính xe ống máu luôn kìa bạn ơi. Rồi ơi, có vẻ như do mình quá mạnh rồi. Đấm chấp bờ cũng được nửa cây nè. Bo Hancock này, trời ơi, chiêu thường của Bo Hancock thôi mà nó rút máu cả đó rồi đó. Nhân vật chính chém chết tươi hết luôn rồi, chỉ còn mình nhân vật chính sống, còn Jim Bell là do né tránh được cái chiều đó cho nên mới không mất máu. Ok, bây giờ có nổ hết rồi là thảm rồi nè, thảm rồi nè. Ui giời ơi, trâu thế. Rồi, nó cũng rất trâu, hạt của bạn cấp 3 cũng rất là trâu đó, chứ không phải vừa đâu bạn. Chết rồi, đó, nửa cây thêm một phát nữa, bị mê hoặc không, mê hoặc luôn rồi, nhưng mà chính bao cái chết chết luôn rồi. Ôi ơi, bao 10 11 triệu hả, 11 triệu hay là 1 triệu vậy, nhìn con số mình hoa cả mắt không có đếm được. Trời ơi, ghê nhờ. Rồi vậy là mình đã thắng rồi. Bên đây bạn ấy chơi Jim Bell, vũ khí cũng rèn 100% rồi đàng hoàng, rèn 125 luôn á, cũng mạnh đấy bạn. Ồ, mạnh lắm ấy. Để mình coi coi bên mình, ủa đâu rồi, mình đang mình coi cái gì mình quên rồi ta. Nói được rồi, vậy thì mình sẽ hoàn thành. Bây giờ mình sẽ đánh với top 1 nha, cho các bạn coi top 1 mạnh như thế nào. Đây là top 1, cấp 151. Rồi ơi, nhìn nhìn cái hàng hàng thôi là hết muốn đánh rồi bạn ơi. Trời ơi, chết đi, chết thành công rồi, hay quá. Chết được ông Rayler luôn, ông bị chán ván là ông không được bao rồi, hên quá. Chứ ông mà bao là thốn lắm. Ôi, không xin nhê luôn bạn ơi. Quá trâu, ông đã thường thôi, đã gần nửa cây rồi kìa. Trời, nhân vật chính của mình bao được đánh thường được 441k. Trời ơi. Ôi, chơi bài gì đây? Đúng là vụ cái rèn 140 có khác kìa. Nhà làm không biết sao mà cũng rất là mạnh luôn, mình cũng không hiểu tại sao rất là mạnh. Cộng 8 luôn. Rồi, cái giá ôn dịch với lại cái mập sinh lớn cộng 8 luôn. Của mình chỉ mới cộng mấy? Của mình cộng 5 thôi bạn. Trời ơi, cộng được một cấp bên mình giác quỷ đó là phải, nó không phải dạng vừa bạn ơi. Thôi thua rồi, nhưng một chính của thanh niên nó bao chắc thốn lắm đây. Rồi được nhiêu ca để mình coi coi. Ui giời ơi, rồi được 400 mấy á. Mình nói thật ra là không phải vậy đâu, chắc là nhiều hơn nữa. Nói chung là top 1 là không thể nào đánh bật ngã được rồi, rất là mạnh luôn. Rồi các bạn thấy sao về hạt này, hạt rồng lâu ngày không trở lại thì các bạn hãy cho mình một lời nhận xét bằng một comment của các bạn. Đó, comment coi hạt này thế nào rồi, vẫn như xưa, vẫn bình rồi như xưa, hay là vẫn hay là yếu hơn một chút, hay là như thế nào đó. À, hãy để lại comment cho mình biết cảm nghĩ của các bạn nha. Và đừng quên like video cũng như là nhấn subscribe vào cái kênh. Và cái quảng cáo vào mỗi video, quảng cáo, các bạn hãy kích vào thật là nhiều để tiêu diệt nó. Các bạn kích càng nhiều thì mình rất là vui luôn, à, ủng hộ cho mình phải kích nhiều nha. À, bây giờ thì thôi chắc mình kết thúc clip được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hôm nay của mình. Chúc anh em một ngày đầu tuần tuyệt vời, xin video vui vẻ cũng như là ủng hộ mình thật là nhiệt tình nha. Bye bye 501 anh em của mình. Ok, mình coi ra mình trang sức bét cưỡi luôn, coi bạn có những bộ nào luôn nha các bạn. Rồi hai bộ đầu tiên có bộ này, có bộ này được một con tượng chiến hộ rồi, hai bộ này full, bộ này full, bộ này ba cái, bộ này một, bộ này một, bộ này ba, bộ này một. Mấy cái bộ này hơi bị hiếm luôn bạn ơi, cái này đổi trong hình như là trong Skull Strong World nè, này được hai cái nữa trời, sao tặng mấy cái hiếm không hết. Rồi hai cái này vừa ra cho nên chắc là khó ai mà có lắm, ít người có, ít chứ không phải là không ai có. Đây là Strong World, chúng ta có thể đổi chơi số một bét cưỡi đó. Bạn ấy đang chuẩn bị để dành đổi cái này nè, 85 rồi nè, 85.000, sao được 87.000 là bạn đổi được cái này rồi. Trời, ngon 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 ngon, không biết mình đi được 2.000 không ta, tham gia hoạt động trong đây không biết mình đi được 2.000 không ta. Rồi ok, nếu vậy bây giờ mình sẽ kết thúc clip này và mình làm một clip mới đánh Strong World cho ạc quạt rồng, và để xem thử coi. Ô mẹ ơi,
Hạt rồng ở đây trời ơi, nó có nhiều hệ thống như vậy. Ôi ôi, nó ra thêm nhiều cái mới nữa bạn ơi, khủng khiếp. Hèn chi, trời ơi, tích điểm lần mấy ngàn nó phải vừa rồi. Ok, vậy là mình đang muốn đánh mà không được rồi, phải chờ đến thứ hai mới được đánh rồi. Mình sẽ nhắn tin kêu bạn được đánh để cho có gì cho mình đánh. Ok. Mà sẽ trong qua ngay ai đó là cái gì để mình coi đánh mà tại sao thua. Vậy là bạn đánh thua phải không? Hết lần khiêu chiến rồi. Trời ơi, có vẻ rất là nhiều thanh niên mạnh. Cái này là đánh với liên server mà các bạn, chứ không phải là server một server không đâu. Chứ nếu một server là sẽ mạnh hơn rồi. 15.000 Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Rồi, ok. Nhớ like và cũng như là subscribe, cũng như kết quảng cáo cho mình nha. Bye bye. Rồi, bye bye. Làm cái gì không?